Số 398, Kinh Đại Bi quyển 2, phẩm 3, Pháp môn vô cái. Bây giờ Bồ Tát Pháp Giáo Vương bạch Phật: Thế Tôn, cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, thể hiện oai thần của Phật, làm cho các Bồ Tát không còn nghi ngờ, ai nấy đều tu tập. Xin Như Lai giảng thuyết pháp môn vô cái và pháp hội. Vì sao? Vì tất cả các Bồ Tát đều tập hợp về đây, đều là những Bồ Tát mặc áo giáp công đức, không thể nghĩ bàn, đều độ oai thần trí tuệ, công lao thấu khắp mười phương, tu hành thanh tịnh, tâu không có uế, soi sáng bằng pháp giải thoát, đều được chư Phật ngợi khen, tự tại trong các pháp, thành tựu rốt ráo các ba la mật, đầy đủ phương tiện quyền xảo, diệt trừ nghiệp ma, hàng phục tà đạo, có thể phân biệt giảng thuyết về câu chương nghĩa lý, trọn đầy trí tuệ vô ngại giải thoát, đời tại hành hóa viên mãn các đại la ni, kiến lập biện tài không gián đoạn, biết ca tháng của chúng sinh còn hoặc kết hết lậu hoặc, tùy thuận căn cơ của chúng sinh để thuyết giảng, giảng kinh pháp trừ diệt mọi lỗi lầm của chúng sinh, lời nói dịu dàng hòa nhã hợp cơ duyên như tiếng chim loan, tiếng rồng, tiếng phạm thiên, thương yêu chúng sinh thì hiện niết bàn để chúng được độ thoát, chuyên tâm tu từ ba la mật, luôn đủ tâm bi không trở ngại, kiên định ý chí nói làm tương hợp, giữ nẻo cờ pháp thiện mười phương, chí bền vững như kim cương, như núi thiết vi, đủ tài nguyện lớn, thâm tỏ 12 nhân duyên sâu xa, trừ chấp thường đoạn và 62 tà kiến, độ thoát tất cả hướng về đại thừa, chỉ dẫn quần bê đến nơi an lạc, suốt vô số kiếp tích pháp tu trí, là lương y chuyên trừ bệnh chúng sinh, đều là đệ tử lớn lên từ pháp Phật, không kinh sợ khi nghe pháp bí mật của Như Lai và những pháp khác, trang nghiêm thân bằng các tướng tốt, đủ tâm từ bi, tâm dũng mãnh, hàng phục bốn ma, vượt mọi cảnh giới ái dục, là chiếc cầu để chúng sinh qua bờ vui, thức tỉnh kẻ mê ngủ, tu tập các pháp căn lực giác thiền giải thoát, định tam muội, năng độ chúng sinh, thành tựu đà la ni, chán ngự tất cả, không tham chấp tám việc thế gian như khen chê, khổ vui, lợi tổn, yêu ghét, tâm vui tích, nơi kinh pháp, lưu truyền pháp bảo, trọn vẹn trí tuệ, biết tất cả là rộng lặng, hành thanh tịnh như hoa sen, trừ pháp hữu vi, hào quang che lấp cả ánh mặt trời, mặt trăng, đế thích, phạm thiên, thành tựu tam muội hải ấn. Chỉ dạy bằng chánh pháp, làm cho tam bảo được trường tồn, hiểu rõ vừa các cõi, giữ gìn pháp bí mật của Phật, đầy đủ vô lượng công đức, danh xưng, tạo vô số nghiệp bằng trí tuệ, gần gũi thành tựu trí Phật, hiểu thấu vô số kiếp về vị lai. Thế Tôn, các Bồ Tát đã thành tựu nhẫn hạnh như thế, xin Phật quán sát giảng pháp vô cái. Các Bồ Tát đều phân tập đến đây, mong Phật diễn thuyết tạo lợi ích cho tất cả, an trụ trong pháp nhất thừa không thoái chuyển, hành trọn vẹn mọi pháp Phật, đạt quả một đời thành Phật. Với chúng sinh hiểu biết phân biệt kiên định tâm trí, nhờ thế sẽ vào sâu pháp Phật, đoạn tà chấp trừ lưỡng nghi. Chúng sinh Trích Ba Thừa, nhà nghe Phật dạy chúng tự tu tập. Các hàng trời đồng thần càng tất bà phi nhân A-tu-la nghe pháp sẽ được độ thoát. Vì sao? Vì Phật ra đời là một việc hy hữu, kinh pháp được tuyên giảng cũng thật là khó có. Thế Tôn, các Bồ Tát đều đến đây, thanh văn chuyên giác đã qua trăm ngàn kiếp mới được có ngày hôm nay, vì vậy con nghĩ đây là việc rất khó có. Nếu thấy thần thông biến hóa thế này, tức không ai còn tu hành thanh văn phát tâm chuyên giác. Vì sao? Vì Bồ Tát vừa phát tâm là vượt hơn cả thanh văn duyên giác. Thế Tôn, như bao kẻ ngu bỏ ngọc dạ quan, giữ lấy thủy tinh, thấy việc điên đảo lại cho là đúng. Con người cũng thế, bỏ đại thừa còn phát thanh văn duyên giác. Người có tánh chân thật phát tâm bồ đề vô thượng, không bao lâu sẽ thành tựu trọn vẹn pháp giải thoát. Lúc Bồ Tát Pháp Giáo Vương nói lời này, có trăm ngàn ức chúng phát tâm bồ đề vô thượng. Phẩm 4, trang nghiêm pháp bản. Thế tất cả Bồ Tát và đại chúng đều vì pháp nên tập hợp về đây. Phật định giảng pháp môn vô cái cho Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn vốn đang hào quang vô úy, biện từ tướng lông trắng giữa chặng mày, hào quang này xoay quanh các Bồ Tát bảy vòng, sau đó xoay quanh Bồ Tát Tổng Giáo Vương trong ngàn vòng, rồi nhập vào đỉnh đầu Bồ Tát. Nương nơi thần lực Phật, ánh sáng đó lại xoay quanh các Bồ Tát trăm ngàn vòng, chiếu soi tòa sư tử, thân Phật càng thêm uy nghiêm,
Bồ Tát càng kính tin. Thấy thần thông biến hóa của Phật, Bồ Tát tổng giáp vương rời tòa, trịch áo vai bên phải, quỳ khổ chắp tay, hóa hiện lòng báo che trên Như Lai. Nhờ thần lực của Phật, phướng lưu ly hiện ra cao vòi vòi, được trang sức bằng các tạp báu, chân châu, lụa báu đan xen, xung quanh kết bằng vàng rồng. Lòng báu đó to lớn, che cả tam thiên đại thiên cõi nước. Bồ Tát dân lòng báu, rải hoa, trổ nhạc cúng Phật, nói kệ khen Phật. Hào quang soi rọi khắp mọi nơi, tất cả trời người đều thấy được tự tại biến hóa trong các pháp, công đức của Phật không thể bàn. Tư tôn phóng quang chiếu tất cả, khẩu nghiệp thanh tịnh độ biện tài, ánh sáng xoay quanh trăm ngàn vòng, lại được nhập vào đánh đầu con. Ý như bản nguyện chí niệm xưa, biện tài thanh tịnh đủ tổng trì, thấu hiểu tất cả không gì sánh, nhờ ơn Như Lai đấng đại hùng. Thân Phật vòi vòi tâm thanh tịnh, con đã vui mừng thỏa ước nguyện. Trí Phật khôn lường không kể xiết, gia hộ cho con đủ biện tài. Thế Tôn uy nghiêm khó gặp được, kẻ thiếu phước trí làm sao thấy. Đương thần lực Phật con thấy được, ngưỡng mong Như Lai thương chúng sinh. Hạnh nguyện của các đại Bồ Tát vào trong thế gian cứu mọi loài, học quán của Phật rọi đến đâu, con xin thành kính hỏi Thế Tôn. Tất cả đại chúng đều về đây, đều đang tu tập Pháp Đại Thừa, luôn luôn cầu mong Pháp vi diệu. Vì thế con xin hỏi Như Lai, khéo léo giữ gìn mọi hành nghiệp, là luôn nghe học trí Như Lai. Nơi đã đúng thời xin Phật giảng Pháp tạng bí mật cho chúng sinh. Thân Phật sáng thở không gì sánh, trí tuệ Như Lai thật khôn lường, trí tuệ vô ngại hiểu tất cả. Vì thế con xin hỏi Thế Tôn, Thế Tôn tự tại trong trí tuệ là nhờ tu tập vô số kiếp, ngưỡng mong Như Lai vì chúng con, giảng thuyết hạnh đức của Như Lai. Nói kệ xong, Bồ Tát tổng giáo vương bạch Phật: Thế Tôn, cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, hành nguyện của Bồ Tát cũng không thể lường tính, cho con xin hết lòng nghe Pháp Như Lai. Xin Thế Tôn thương xót cho chúng con biết thế nào là trang nghiêm hạnh Bồ Tát, thế nào là Bồ Tát thanh tịnh bằng Pháp sáng chưa tan màn tối tâm, thế nào là Bồ Tát tu hạnh từ bi không bỏ chúng sinh, thế nào là Bồ Tát tôn kính chánh Pháp không làm tổn hại Pháp. Thật hi hữu thay Thế Tôn, xin phân biệt giảng nói về hạnh Pháp của Bồ Tát như việc hàng phục quân ba trường y và cảnh giới Phật, đi lại trong cõi Bồ Tát, hiểu tâm trí của chúng sinh, tâm hạnh thanh tịnh đến đạo tràng, làm trang nghiêm cõi Phật, tự tại không trở ngại trong các Pháp theo lời Phật. Phật khen: hay thay, hay thay chánh sĩ, vì muốn hiểu được hạnh nguyện trí tuệ của Bồ Tát Phật nên đại tư hỏi Như Lai như vậy. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ giảng nói. Bồ Tát trọn vẹn hạnh đức sẽ tự tại trong các Pháp. Bồ Tát tổng giáo vương và đại chúng lắng nghe Phật nói. Bồ Tát trang nghiêm bốn Pháp, giữ gìn không hủy giới cấm, định ý không tán loạn, trang nghiêm trí tuệ không chướng ngại, nghe nhớ các Pháp tổng trì. Thì nam, thế nào là trang nghiêm giới? Trang nghiêm bằng một Pháp, đó là thương yêu chúng sinh, không tổn hại tương xót mọi loài có mạng sống, tôn trọng mạng sống, là an vui tất cả. Lại có hai Pháp, là lấp đường ác, mở đường lành. Lại có ba Pháp, thân nghiệp thanh tịnh, không ô nhiễm, khẩu nghiệp thanh tịnh, lời không thô bạo, tâm thanh tịnh, không tán loạn. Lại có bốn Pháp, đạt quả như nguyện, mong gì có nấy, được như sở thích, đạt đến cùng tụ của ước muốn. Lại có năm Pháp, cùng nhau tu tập giữ gìn giới cấm, siêng năng trau dồi trí tuệ, chuyên tâm giải thoát không kiêu mạn, luôn tu các độ, gia hạnh chuyên tâm đạo vô thượng. Lại có sáu Pháp, không hủy phạm, không hận thù, không khiếm khuyết, không tổn hại, không nhiễm ô, không lung lạc, tu hành thanh tịnh không tì vết, học rộng nghe nhiều không theo thế tục, tu học không cần người tôn kính. Lại có bảy Pháp, thanh tịnh giới, thanh tịnh thí, thanh tịnh nhẫn nhục, thanh tịnh tinh tấn, thanh tịnh thiền định, thanh tịnh trí tuệ, thanh tịnh phương tiện không phóng túng. Lại có tám Pháp, biết đủ đạt cứu cánh, đủ các Pháp, giới tánh tinh mật, không bị tổn hại, thành tựu chí nguyện, không chấp trước khi gặp Phật, thân tỏ tất cả, học hỏi các Pháp từ bậc thiện trí thức. Lại có chín Pháp, không kinh sợ khi nghe trí tuệ Phật, không khiếp sợ trước mọi Pháp,
hiệu trí rỗng lặng, phân biệt phương tiện, sống trong thanh tịnh không khổ não, giữ gìn giới cấm như ông giữ mật hoa, thanh tịnh tâm không theo vọng tình, tâm nhu thuận không thô bạo, đạt địa điều đạt điều hòa. Là có 10 pháp trang nghiêm thân bằng các tướng tốt, trang nghiêm khẩu nghiệp nó làm tương hợp, thanh tịnh tâm không tỷ vết, trang nghiêm cõi nước như hạ nguyện giáo hóa chúng sinh, thanh tịnh chi tánh không làm việc ác, trang nghiêm chốn cõi sinh, trang nghiêm hạnh Bồ Tát học hành Như Lai, trang nghiêm trí Phật nhưng không tự cao, trang nghiêm đạo tràng đủ mọi đức, trang nghiêm 10 lực 4 vô ý 18 pháp bất cộng, an định giới đức không hủy phạm, đó là 10 pháp trang nghiêm giới. Thì nam, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm định? Có một pháp tu tâm từ thương yêu chúng sinh, là có hai pháp giữ gìn oai nghi tánh ngay thật không vô nịnh, là có ba pháp không vô nịnh tâm tánh vô thuận không dối trá, lại có bốn pháp điều hòa không chống trái, không độc ác, không tìm lỗi người, không phạm giới cấm, không gặp tai nạn, không theo kẻ ngu muội, lại có năm pháp là trừ năm cái tham dục sân hận tâm ngộ nghỉ ham vui đùa, là có sáu pháp luôn niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm bố thí niệm thiên, là có bảy pháp là không bỏ tâm đạo tu bảy phần giác niệm trạch pháp hỷ tinh tấn tánh định hộ xả, là có tám pháp là tám con đường chánh chánh kiến chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh niệm chánh tư duy chánh định chánh chánh tuệ, là có chín pháp là Bồ Tát không bỏ tâm đạo tu tầm tứ không tham chấp không bỏ chúng sinh trừ ái dục và các nghiệp ác, an vui theo đạm bạc tu thiền tứ nhất, tịch tỉnh suy xét nội tâm chuyên nhất không tầm tứ tu thiền thứ hai, hoan hỷ lợi dục an nhiên như hiền thánh an uổng tu thiền thứ ba, đoạn trừ khổ vui rốt ráo thanh tịnh không buồn vui quán không khổ vui, tu thiền thứ tư vượt vọng tưởng các sắc đạt thanh tịnh thông suốt không suy niệm tu tập trí tuệ hư không vô lượng, dù không tưởng tu trí tuệ thức vô lượng vượt thức tưởng không chấp thân không dùng thức vượt tất cả không dùng thức tu hành từ hữu tưởng vô tưởng dược hữu tưởng vô tưởng nhập tưởng định tâm tư duy, dùng phương tiện quyền biến không thù chứng giữa hạ nguyện giáo hóa chúng sinh, là có 10 pháp không sân hận đủ hạnh tịch tỉnh không bỏ hạnh nguyện tích nơi thanh phát không mất đức tâm điềm tĩnh thân tâm an nhiên không so sánh an trụ các pháp tâm tự tại đạt tánh thánh hiền, đó là 10 pháp trang nghiêm định. Thì nam, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm tuệ? Có một pháp thông hiểu các pháp, lại có hai pháp không nghi ngờ trừ tham ái, lại có ba trừ ngu si diệt vô minh trừ ấm giới đoạn hết ngu tối, lại có bốn pháp hiểu đoạn các khổ thông các tập tỏ diệt tu đạo, lại có năm pháp thanh tịnh giới như không chấp thanh tịnh định xuyên tu trí tuệ hiểu đạo pháp vào sinh tử thông hiểu ba đời vượt chấp hành chánh pháp, là có sáu pháp thanh tịnh trí ba la mật biết mình như sóng nắng người như giấc mộng tâm như huyễn thanh tịnh nhận ba la mật không nói lời thô giữ gìn lời nói trừ oán kết luôn ngợi khen dù bị chặt thân vẫn luôn hiện bày pháp thân thanh tịnh tinh tấn ba la mật không chán ghét vào cõi sinh tử quán tất cả như mộng kiên định tâm trí tùy thuận tất cả không chấp trước thanh tịnh thiền ba la mật biến vô minh thành trí tuệ đưa tất cả về các pháp mà không tham chấp siêng tu đạt thần thông thanh tịnh trí tuệ ba la mật thanh tịnh bốn pháp hóa độ chúng sinh đủ đà la ni thọ trì chánh pháp thanh tịnh nguyện trang nghiêm cõi phật, là có bảy pháp tu bốn niệm xứ không sinh diệt tu bốn chánh cần thân tâm thanh tịnh tu bốn thần túc hiểu rõ các căn năm căn hàng phục quân ba năm lực hiểu rõ các pháp bảy giác phần thông đạt tất cả tám chánh đạo không đến đi, đã có tám pháp tự quán tịch tỉnh quan sát các pháp hiểu các pháp hiểu tánh giới bình đẳng biết các nhập vốn không dục vọng tỏ 12 nhân duyên không ngã thành tính không sân hận thật quán các pháp, là có chánh pháp biết quá khứ vốn thanh tịnh biết vị lai tịch nhiên biết hiện tại cứu cánh tịnh biết rõ nghiệp báo hiểu nhân định khai hóa kẻ tài chấp biết Phật bình đẳng đạt pháp thân bình đẳng quán các pháp
không tham dục. Biết chư Phật bình đẳng tu tập vô vi là có 10 pháp. Biết tất cả như mộng do mê hoặc, tất tại mộng ảo do vọng tưởng, như ngựa hoang do phân biệt, như thật do nhân duyên, như bóng tùy cận căn tánh, như tiếng vọng do sự hòa hợp. Pháp giới không hoại, không cố định, vì không dừng trụ, căn bản không dao động, hiểu vô vi là tướng tự nhiên. Đó là 10 pháp trang nghiêm tuệ. Thì Nam thế nào là Bồ Tát Trang Nghiêm Đại La Ni? Có một pháp ý thông đạt không quên, là có hai pháp đủ oai nghi thâu tóm không trái, là có ba hiểu oai nghi lời nói lời thanh nhẹ hiểu rõ nơi về tùy cần phương tiện, là có bốn không chấp ngôn ngữ lời không thô bạo lời hòa nhã không nói lời mỉa mai, có năm nghe tiếng bằng oai nghi hiểu thông bằng tuệ đạt diệu lý nơi kinh, biết người bằng pháp và cõi tục bằng hạnh xuất thế, là có sáu nói làm tương hợp thành thật không tự cao không chấp trước không quanh co giữ gìn tu tâm từ tùy thuận thuyết pháp tùy thuận thế tục giải giảng các pháp, là có bảy đủ trí tuệ đối đáp thích hợp tùy thuận căn cơ nhanh nhẹn không trở ngại không ngần động không khiếm khuyết tùy hạnh nghi, là có tám hiểu ngôn ngữ của trời biết âm thanh loài rồng hiểu ngôn ngữ loài quỷ thần phân biệt ngôn ngữ của càn thác bà tàu tiếng của Atula đạt ngôn từ của câu Kalola thông ngôn ngữ của Khana La hiểu tiếng nói của Ma Hầu La và những chúng sinh khác, là có chín không chấp vô vi tu tập không khiếp sợ dũng mãnh giảng pháp đủ trí chân thật không hư dối đầy đủ mọi pháp từ còn chỉ dạy kẻ cáo ngạo chỉ dạy người chân chất hiện sự hủy diệt với người chấp xứ thuyết giảng tùy sở học của từng nơi chốn, là có 10 tùy thuận căn tánh của chúng sinh không nói lời thô bạo nghe pháp Phật tu tập trí tuệ không trau dồi trí thế gian đủ tài thuyết giảng dù là một câu cũng giảng thọ không cùng tận giảng pháp không chấp khen ngợi chư Phật từ bỏ việc ác lời tu về niết bàn không thể nghĩ bàn chẳng nhục với tất cả không trở ngại bản trí hành theo lời Phật đủ biện tài phân biệt. Đó là 10 pháp trang nghiêm đại la ni. Lúc này Đức Thế Tôn muốn nhắc lại các ý nghĩa trên nên nói kể. Các bậc thánh hiền trang nghiêm bốn pháp, đó là phép tắc, là thừa tối thượng, chủ giới, định tâm, trau dồi trí tuệ, hành đại la ni, phân biệt hiểu rõ, được mọi chúng sinh tôn kính mến yêu, giữ thân khẩu ý, luôn được thanh tịnh, trừ hết nghi ngờ, không chấp văn tự. Người giữ gìn giới trang nghiêm như thế, lên trời vào đời. Công đức lưu truyền, tất cả chí nguyện đều được thành tựu, thường tu hạnh chánh là pháp trên hết. Giữ gìn tịnh giới trang nghiêm như vậy sẽ được thành tựu. Định ý không loạn, trí tuệ giải thoát, trí tuệ của Phật, gần pháp vô vi. Quy nương hạnh ấy, giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm như vậy, không thể phạm giới. Không để khuyết giới, không đùa giới pháp. Tánh không buông tả, danh dự lợi dưỡng, tất cả truyền tụng. Giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm như thế. Công đức thanh tịnh, bố thí thuần khiết. Nhẫn nhục thanh tịnh, tinh thần cũng thế. Thanh tịnh tiền định, trí tuệ cũng vậy. Thanh tịnh phương tiện, không sống buông lung. An trụ kiên cố, không bị dao động. Thông tỏ tất cả, không ôm thù hận, tấn không buông lung, tấn không buông thắt, cẩn thận giữ gìn. Giới đức thanh tịnh, trang nghiêm như thế. Giới luôn thuần tịnh, không tâm tối lui, tâm không sinh khởi, phiền não lo buồn. Giới ý và hạnh, không hề thay đổi. Giới đức thanh tịnh, trang nghiêm như thế. Không lo sợ gì, cũng không ương ngạnh. Tâm ý tịch tịnh, không hề chê cười. Người phạm giới cấm, khổ não ràng buộc, giới đức thanh tịnh, trang nghiêm như thế. Tâm dựa giới cấm, công đức khôn lường. Chí tánh hòa nhã, an ổn tâm ý, tự mình trang nghiêm, cái tướng tốt đẹp. Giới đức thanh tịnh, trang nghiêm như thế. Nói ra điều gì, làm đúng như thế. Giữ gìn khẩu nghiệp, trang nghiêm bảo hộ, tâm không tham đắm, chấp trần thế gian. Giới đức thanh tịnh, trang nghiêm như thế, người này sẽ là trang nghiêm cõi Phật. Giáo hóa chúng sinh đưa về đạo lớn. Bậc minh triết nay thanh tịnh quả mình vì nhân duyên này không phạm điều ác trang nghiêm bằng cách tôn phụng pháp Phật điều phục tất cả giao đạo tràng Phật trang nghiêm mười lực bốn pháp vô ý trang nghiêm trí tuệ nhưng không kiêu mạn thương yêu bảo vệ tất cả chúng sinh các bậc trí tuệ thấy đạo chân chánh tâm không tâm vô định
không chấp tiểu tiết, không theo tham dục, sân hận ô si, chư thánh mạnh mẽ, không chấp năm cái, tu sáu niệm pháp, không sống buông thả, hành bảy giác phần, giữa đạo như thế, quan sát tư duy, thành tựu định ý, gần gũi cận kề, sống trong tịch tỉnh, tùy thời hành thiện, không mất công đức, an lạc tánh quán, giờ chốn loạn động, tự tại hành đạo, do mầm hiện tánh, không hề do dự, không trái kinh pháp, cũng chẳng nghi ngờ, không bị chìm đắm. Đời diệt vô minh, không sống ngu muội, tâm tánh thành thật, do đời trí Phật, giới đức thanh tịnh, không chấp sở đắc, trí tuệ tối thượng, định ý thanh tịnh, tùy thuận hai việc, giải thoát thanh tịnh, không tâm kiêu mạn, trí tuệ thanh tịnh, tối đoạn ba đời, độ thoát mọi loài, đời diệt tham dục, giới đức thanh tịnh, tuy sống thanh tịnh nhưng không tự cao. Người này trang nghiêm, trí tuệ như thế, bố thí bằng trí trang nghiêm như thế, thanh tịnh tất cả ba việc sau đây, thân mình chúng sinh và việc tu đạo đều là mộng huyễn, không hề chấp trước, dùng giới và trí trang nghiêm thân mình, thanh tịnh điều phục cả ba việc ấy, thân nghiệp lời nói, tâm niệm cũng vậy, đều là bóng ảo, là như tiếng vọng, đó là trí tuệ trang nghiêm thân mình, nên được thanh tịnh ba việc sau đây, không ai khuất phục, không bị dao động, quan sát tất cả biết rõ pháp thân, trí tuệ tinh tấn trang nghiêm như vậy là phải thanh tịnh ba việc sau đây, không hề lười biếng, chỉ tánh kiên cường, không mong đền đáp, tùy thuận tất cả, nhờ có trí tuệ trang nghiêm định tâm, là có ba việc thực hành thanh tịnh, không còn tối tâm, bậc minh triết này kiến lập năm thông, phương tiện trí tuệ trang nghiêm như thế là phải thanh tịnh ba việc sau đây, tập pháp tổng trì, hiện pháp bình đẳng, chỉ pháp chúng sinh. Thanh tịnh cõi Phật, bằng bốn niệm xứ, tâm không thoái chuyển trong bốn chánh cần, không làm hai việc, thân tâm điềm đạm, tu bốn thần túc, hiểu rõ mọi pháp, tánh căn chúng sinh vĩnh viễn không còn trần dục nghiệp ma, tự tại trong pháp, tùy thuận quyết đoán, không chấp đến đi, không thấy qua lại, thực hành oai nghi, trang nghiêm trí tuệ, đạt đến nguồn căn thanh tịnh thiền định, quan sát tất cả, hạ nguyện rộng lớn, hiểu rõ các ấm, tu tập các pháp, biết hết thảy giới tựa như hư không, vọng tình phân biệt rỗng lặng, không chấp pháp không tan người, do nhân duyên sinh, hiểu rõ chân đế, không ôm sân hận, không có lo sợ nhân duyên tùy niệm, hiểu rõ ba đời, không hề chướng ngại, tỏ biết ba tụ mục đích hướng về, biết rõ tam bảo đều là một tướng, những bậc trí tuệ trang nghiêm như thế, biết rõ huyễn hóa là tướng mê hoặc, từ đó khởi hận, tất cả như mộng, là tựa cây chuối hoặc là tướng mê hoặc, các pháp không bền đều như bóng ảo, do nhân duyên sinh, như trăng dưới nước, chẳng các âm vang từ tiếng vọng lại trong pháp giới ấy, trí tuệ không hoại, thấu tỏ không khóc, trí không chỗ trụ, pháp động không động, vốn là như vậy, hữu vi vô vi đều không hề có trí tuệ sâu xa, thanh tịnh là đạo trang nghiêm như thế, đối với pháp Phật không hề tham chấp, cũng không hoặc loạn, đời sau lại được tọa trì kinh pháp, lại thường giải thuyết nghĩa lý vi diệu, đi lại mọi nơi đều thoát tất cả, không nói lời ác, cũng không thô bạo, mọi lời nói ra đều vui lòng chúng, tất cả ngôn ngữ hợp với mọi loài, tôn kính trí tuệ, hiểu rõ mọi pháp, biết nghĩa lý kinh, thông đạt hết thảy, tất cả là pháp, không chấp mình người, giải thuyết mọi pháp để vượt thế gian, tự trang nghiêm mình bằng pháp tổng trì, mọi lời nói ra thành thật ngay thẳng, giảng pháp mọi, giảng giải mọi pháp hướng đến bình đẳng, đã làm mọi việc thuyết kinh pháp Phật, hợp thời không hư, không chấp việc làm thực hành như thế, biện tài thuyết giảng, sớm đạt trí tuệ không hề trở ngại, không trụ vào đâu, tùy thuận tất cả, tự trang nghiêm mình, chùa hoa thơm đẹp, biết rõ ngôn ngữ, chư thiên và rồng, quỷ thần, tác bà, cùng Atula, Kalu, Chân Đà, ma hầu lá già lại còn hiểu rõ ngôn ngữ chúng sinh, không thấy đi đến, cũng không dừng trụ, trong một pháp nào thì biết tất cả bậc dũng mãnh ấy, tuyên thuyết chánh pháp, giới trí tuệ sáng, thông đạt tỏ ngộ, giới kẻ tự kiêu, luôn loạn tâm ý, nghe thấy pháp ấy, tùy thuận hợp thời, từ đại cao ngạo, nghe thấy pháp ấy, tâm luôn kiêu mạn, không tâm sân hận, phân biệt dạng tuyết, giải pháp ba thừa, rồi hết tâm nghi. Không để ràng buộc, tự thân thấy nghe, Phật và chánh pháp, không nương tựa người, trí tuệ như thế, đối với văn tự, hiểu là cùng tận, phân biệt thấu rõ, không bị trở ngại, khen ngợi chư Phật, công đức khôn lường,
thành tựu tổng trì trang nghiêm như thế, nhàm chán dục trần trí biết không ngại, phương tiện khéo léo tùy thuận giáo hóa, hiểu rõ tất cả các thánh chúng sinh và pháp của Phật, biện tài phân biệt thành tựu tổng trì trang nghiêm thân mình nhờ đạt như thế, tiến tốt phan xa suốt trong một kiếp, khen ngợi hạnh đức không thể hết được, công đức khôn lường. Phẩm năm tám hào quang. Đức Phật là bảo Bồ Tát Tụng Giáo Vương, Bồ Tát có tám hào quang không thể nghĩ bàn, trừ hết ngũ tối, làm thanh tịnh hạnh nguyện. Tám hào quang đó là niệm, chí, đi lại, pháp, tuệ, thành tánh, thần thông, hành pháp. Thế nào là hào quang niệm? Có tám pháp không mất đức đã tạo, ngày nay tích lũy công đức, không quên pháp đã nghe, biết nghĩa lý, phân biệt pháp hướng về, không chạy theo sáu giới, thành tựu niệm, trừ phi pháp, trọn đức lành, mạnh mẽ, được chư Phật gia hộ, hộ trì chánh pháp, chỉ bền vững thành tựu các pháp. Hào quang chí là có tám pháp: hiểu nghĩa lý, không tham chấp, kiên định nơi trí Phật, không chấp trước, sống trong pháp, không theo dục trần, siêng năng nhưng không tranh chấp, hành pháp đại thừa, không học pháp thanh văn duyên giác, cầu pháp vô thượng, không học tiểu thừa, niệm Phật không chạy theo nghiệp ma, giữ tâm từ bi không tổn hại chúng sinh. Hào quang đi lại và tám pháp, đến mọi nơi tuyên thuyết chánh pháp, biết căn tánh của chúng sinh, đủ tài biện thuyết, do đó 12 pháp nhân duyên, giảng thuyết thông suốt, thanh tịnh trước sau, đầy đủ pháp Phật. Hào quang pháp và tám pháp, hiểu rõ giải thoát thế gian, nhập pháp lành, giảng pháp xuất thế cho chúng sinh, thông đạt trí Phật, trừ tội lỗi, giảng pháp vô lậu, sống trong không sống trong vô minh lậu hoặc, biết rõ sinh tử tội phước, biết dục trần, không chứng diệt tận, quan sát nguồn gốc của khách trần, làm thanh tịnh bản tâm, các pháp tịch tịnh, hào quang tuệ của tám pháp, tám bình đẳng, các nẻo đạo qua lại chiếu soi, không thu hồi, không chấp trước, duyên giác, trí tuệ Bồ Tát Phật. Hào quang thành tính của tám, chiếu soi người, chứng diệt tận, thành tánh giúp người chấp quả sa môn thứ nhất, soi đoạn kẻ chấp quả sa môn thứ hai, thành tánh giúp người chấp quả thứ ba, chỉ dạy người chấp quả thứ tư, khuyên giải cho người chấp quả duyên giác. Chiếu soi người đạt nhẫn Bồ Tát, soi đoạn người chứng quả Phật, hào quang thần thông có tám, soi chiếu khắp nơi, dưới mắt trời tới tất cả sắc, giới thiên nhĩ nghe tất cả tiếng, nhớ rõ mọi việc quá khứ, quán tâm hạnh chúng sinh như hư không, đi lại khắp các cõi Phật không trở ngại, thành tựu trí vô lậu, giáo hóa chúng sinh, giúp chúng tu pháp lành, trừ nghi ngờ cách xử của chúng sinh. Hào quang thực hành có tám, tu hành trí Phật, tu trí sáng, hành chánh kiến, quán sát, biết tánh của chúng sinh, tu tâm giải thoát, không sân hận, đạt tuệ rốt ráo. Lúc ấy Đức Phật nói kệ: do nghiệp tịnh từ xưa, ta không hề sao lãng, tu tập nhưng không chấp, khuyến khích không lười bỏ, nhớ kỹ pháp đã nghe, thành tựu hành giải thoát, sống tịch tịnh đạm bạc, mạnh mẽ trừ phi pháp, biết rõ các pháp môn, chọn lựa nghiệp để làm, người dũng mạnh biết rõ, lại tự tại xây dựng nên, giữ gìn thành chánh pháp, bình đẳng với chúng sinh, bậc trí trừ si ám, lợi ích mọi quần sinh, sống thành tựu trí sáng, quyết đoán không do dự, chí mạnh trí tự tại, sớm chứng đạt quả Phật, sống theo lý pháp màu, không buông luân thả, không buông thả phóng túng, bậc trí không chấp trước, không vướng nơi văn tự, chỉ đặt trong nơi pháp, điều phục trừ dục si, độ trí trọn chánh pháp, không tranh trụ trong đạo, ý chí giữ đạo pháp, không học pháp dị thừa, tu tập pháp vi diệu, không nhớ pháp tiểu thừa, tư duy đạo pháp Phật, không học đạo quả, không học đạo của ma, luôn giữ tâm từ bi, không nhiễu loạn chúng sinh, tuyên thuyết tất cả pháp, nhất định không nghi ngờ, tùy thời độ chúng sinh, làm mọi việc thế gian, đủ biện tài phân biệt, trí tuệ không chướng ngại, hiểu rõ pháp nhân duyên, mọi pháp cho duyên sinh, trọn trí tuệ phương tiện, an trụ tất cả pháp, thâm nhập hết thảy pháp của chư Phật Thế Tôn, soi rọi pháp thế gian, biết rõ nghiệp chúng sinh, trí tuệ vượt thế gian, hùng mạnh là trí sáng, không gây tạo các tội, tu trí vốn thanh tịnh, tuân hành các đường chánh, giải nghiệp không tội lỗi.
Trong lậu không lậu hoặc ánh sáng pháp trí tuệ trừ hết thảy các lậu lợi lạc mọi chúng. Nơi hữu số vô số pháp luôn gắn nơi huệ, không có nhiệm tối tâm. Hành hạnh diệt tận định, giới mọi dục tranh chấp chỉ sáng không trở ngại. Hiểu rõ các dục trần, tâm tánh vốn thanh tịnh, trí thông đạt rốt ráo, tịch tỉnh không sinh khởi, tất cả không hạn lượng, đại thừa nghiệp sáng soi. Giới tám tuệ bình đẳng, thành tựu quả thứ nhất, hiểu rõ sự đến đi, phân biệt không chấp đắc. Không chấp pháp duyên giác, Bồ Tát luôn độ đời, trí sáng thông đạt cả, hiểu rõ pháp thánh hiền, thanh tịnh biết vô lượng, mạnh mẽ để tu tập, trọn vẹn được đạo quả, không sân quả thứ nhất. Hạnh nguyện rất thành tịnh, nhập quả Tu Đà Hoàn. Quả thứ hai, ba, bốn và quả của duyên giác nếu được xuất gia hộ. Chứng pháp nhận bình đẳng, đạt đạo quả tối thắng, thành tịnh biết tất cả. Dưới đôi mắt cõi trời, thấy chư Phật mười phương, thành tựu xuất thiên nhĩ, nghe âm thanh mọi loài, biết rõ mọi nghiệp hạnh của đời trước bằng trí. Tùy thuận biết tâm người, tuệ thanh tịnh sáng soi, qua vô số cõi Phật, thần túc rọi mười phương, đi lại như hư không, đạt tuệ sáng vô vi, công đức thật khôn lường, thần thông độ chúng sinh. Trí tuệ không chướng ngại, được diệt hết nghi ngờ, phụng hành theo chánh pháp. Chí mạnh soi tuệ pháp, tỏ biết không giới hạn, đều là nhờ thần thông, tu hành trí tuệ Phật. Ý lớn đủ biện tài, quán sát bằng chánh kiến, rốt ráo không sân hận sầu, thanh tịnh trong tám pháp, hào quang không cùng tột, tuy chưa trọn quả Phật, luôn làm việc của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Đại Bi quyển 2. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.